Chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn chiếc máy tính bảng của Acer Iconia A500. A có nghĩa là Android, còn có một cái phiên bản khác Iconia W500, tức là cái chạy Windows, W tức là Windows. Thì các bạn thấy đây chúng ta có logo Android, logo âm thanh đơn bài di động và cái logo của Nvidia. Thì ở cái cấu hình này thì các bạn sẽ thấy cái điều đó rõ ràng hơn. Đây. Chiếc máy này sẽ được Acer bán vào ngày mai với giá là 12.590.000 đồng, một cái giá khá hấp dẫn. Thì tính ra thì đây là cái máy tính bảng chạy Android đầu tiên được bán ra tại Việt Nam chính thức. Bây giờ mình xin mở cái máy này ra. Đóng hộp khá là đẹp, in cán màng không tốt cho môi trường. Wow, thì đầu tiên mở là các bạn thấy luôn chiếc Iconia, số cái đặc tính nổi bật. Đây là máy, mình hướng dẫn cơ bản, một tiếng lau màn hình khá lớn. Bên đây phải là một cái hộp có những cái sử dụng nhanh. Bên trái là phụ kiện, chúng ta có cục sạc, cũng giống như cục sạc của Berry. Gắn cái đầu này vào đây để sạc. Rồi chúng ta có một sợi dây USB, một đầu là dẹp, một đầu là micro USB. Cái USB cũng rất là đẹp. Hết rồi, đây là những thứ dùng được, gồm có máy sinh sạc và những lo màn hình. Giờ mình sẽ lột đeo cái máy này ra. Nhìn cũng khá đẹp, tuy là rất là nhiều chi tiết khác nhau nhưng mà cũng được. Bằng kim loại, mặt trước là một cái mặt phẳng hoàn toàn. Chúng ta có thể thấy có cái camera ở đây, thì cái máy Android tablet nào phía trước không có nút gì cả. Đây chúng ta có một nút gạt này, nút on, chưa biết được gì. Đây, nút mở máy ở trên đỉnh, thì mình sẽ nút mở máy. Kế bên là cái tai nghe và cái micro HDMI ở bên này. Phía dưới chúng ta có cổng kết nối nhường chân, chắc là cái này để gắn vào cái dock của nó. Ở đầu ngược lại chúng ta có cổng USB dẹp bình thường, rất là tiện lợi. Cái này để chúng ta có thể cắm những thiết bị khác vào mà không cần phải cái USB hot. Có lúc thì xét có cổng micro USB và lỗ cắm nguồn. Ở đây chúng ta có một cái nắp, khi chúng ta mở ra thì ở đây nó có cái cây cắm micro SD và một cái phần được niêm phong lại, không biết là cái gì. Mình sẽ lột ra xem nó là cái gì. À, nó là một cái khe SIM card. Có lẽ là chúng ta sẽ có cái phiên bản 3G. Phiên bản này thì chưa có 3G. Được ngụy trang một cái tấm dán che lên. Ở đây chúng ta có nút gạt xuống để giữ, không biết giữ cái gì. Ở đây là chắc là nút tăng giảm âm lượng và nút chụp hình này. Mình sẽ mở nó lên.
Khi mở máy thì các bạn thấy nó hơi rung cái là cái dấu hiệu máy được bật lên. Thì mình thấy là cái máy cũng khá đẹp. Châu chuốt hai bên thành máy thì có cảm giác như là thành to hơn hai bên này, nhưng thực chất thì nó không to hơn là bởi vì bên này nó được chia ra thành hai, một phần là kim loại, một phần là màu đen. Đây là giao diện của Honeycomb. Kết nối rất là nhanh. Có múi giờ cộng 7 nhưng không có Hà Nội hình của Dương Minh mà có Bangkok. Chọn Bangkok đó. À, để cho nó speed. À, giao diện của Iconia. Chúng ta thấy có một cái widget riêng của Iconia và một cái hình nền cũng là của Iconia, nó màu xanh. Cái biểu tượng camcorder cũng được thay đổi. Có nhiều cái hay, những cái riêng như là cái photo browser, multimedia, game, e-reading, clear file, document to go, cả cái accessing. Bên này chúng ta có cái Tegra Zone, top HD game. Cái đại sơ đã cài trước một số cái khá là hay, memo player, tất cả cái đua xe Need for Speed Ship. Đây là cái Acer Iconia A500. Mình xin giới thiệu những cái đặc tính đặc trưng của cái máy này, tức là có những cái thứ mà cái máy nó máy khác không có. Đầu tiên mình xin giới thiệu cái Clear File. Clear File là cái ứng dụng có cài sẵn ở trên Anycom A500, nó giúp chia sẻ file qua mạng wifi với những cái máy khác. Ở đây các bạn thấy có thể là để cái Acer A500 và một số cái máy tính nó nằm cùng trong mạng wifi. Ở đây là mình đang ở trong một cafe kinh tế mà rất là nhiều máy, và dĩ nhiên những máy này chưa có chia sẻ nên là mình không thể là đọc dữ liệu của họ được. Ngay trong cái này mình có thể xem là đây là chia sẻ hình, đây là hình, đây là video, đây là nhạc. Hình. Đây chúng ta có theo album hay theo thời gian. Theo album. Các mình có thể coi hình trực tiếp từ cái clear file này cũng được. Đó. À, tiếp theo là mình muốn nói đến những cái giống như là những cái folder, những cái mục khác nhau Acer tạo sẵn, có cái e-reading, game, rồi multimedia, rồi cái social. Thì từ cái này thì chúng ta có thể thêm những cái ứng dụng khác vào, cũng như ở trong cái phần e-reading thì Acer để sẵn cái LumiRead và mình mới bỏ thêm vô cái Andico. Đó, thì các bạn gạt qua nó qua cái phần game zone thì theo cái máy này thì nó được cài sẵn cái NFS chip, cái Need for Speed với lại cái Let's Go HD với lại cái Hero of Sparta. Thì mấy cái game này các bạn cần có kết nối internet để chúng nó đà tại cái nội dung vào. Đó, ở đây nó có sẵn Market rồi Tegra Zone game. Thì các bạn có thể thấy là mình cài thêm phần mềm nào mà muốn nó cho vào khu vực nào thì các bạn thêm vào. À, đây có thêm media. Thì trong cái phần media thì mình thấy thêm cái phần Nemo Player với lại Photo Browse 3D. Có một số thứ khác mà ở trên Android mặc định là không có. Và mình thử cái Photo Browse 3D. Đây là hướng dẫn cách sử dụng. Lắc máy để nó qua hình. Đây. Thì cái Photo Browse 3D các bạn để hai tay vào đây, các bạn di chuyển. Đó, thì nó sẽ di chuyển theo. Đó. Chọn cái này. À, bây giờ cái hình nó hiện lên giống như là một cái cuốn sổ hình. À, hoặc là mình để hai ngón tay vào đây, lắc qua đây, lắc qua đây để hình nó quay. À, đây mình đã chọn hình rồi. À, bấm vào đây, lắc qua đây hình quay, lắc qua đây hình nó quay. Tiếp, qua tiếp,
Ôi rất là mỏi tay. Ví dụ tiếp, ví dụ như ở chỗ này mình muốn zoom hình thì các bạn thấy một tay bấm vào đây, một tay zoom này, zoom hình lên, khá là nhàn. Đó là cái phần Pro 3D của Multimedia. Thì nó có social, cái này thì cũng hay. Có thể một người thấy hay, người thấy nó bất tiện đây. Và ở đây chúng ta thấy một cái widget, là widget này, widget ngày tháng này, này là của riêng Acer. Và có một widget khác là cái calendar, thì thay vì nó đơn giản thì nó có thêm 3D này nọ, thì cái này là của Acer. Và chúng ta có thêm cái widget tester này thì là social đó, thì nó của Acer viết luôn. Khá là hay.